Sau đây là tin an ninh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại thôn 3 xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, một nhóm đối tượng sử dụng chiêu thức thôi miên lừa đảo để bán hàng kém chất lượng, chiếm đoạt tài sản của một người dân với số tiền là 8 triệu đồng. Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, có hai đối tượng đi xe ô tô mang biển kiểm soát 30E 85733 đến nhà bà Nguyễn Thị Huệ để tiếp thị bán dây điện. Theo như camera an ninh ghi lại, hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh vi. Một trong hai đối tượng chờ sẵn trên xe, đối tượng còn lại tiếp cận bà Huệ, lợi dụng sự chủ quan mất cảnh giác của người già, các đối tượng trên đã lừa bà Huệ mua 6 cuộn dây điện kém chất lượng. Bà Huệ cho biết sau khi các đối tượng đưa bà cầm chiếc điện thoại của một trong hai đối tượng bán hàng trên, bà Huệ rơi vào trạng thái vô thức. Sự việc diễn ra trong khoảng thời gian rất nhanh. Khi lừa được tiền của bà Huệ, hai đối tượng trên nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Hỏi tôi thì nó bảo là bà ơi cháu đi trăng dây điện, bây giờ còn thừa hai quận. Thì cháu mang vào hai quận, cháu biếu bà cái quận đen ấy là là 5 triệu, còn cái quận vàng ấy là 2 triệu. Thì cháu chỉ lấy bà 3 triệu rưỡi, nó lại cứ bê tiếp vào. Thế không còn nghĩ ra được mà ấy, nó, nó, mê hết cả người thì tỉnh, nhưng mà không không thể gọi được các cháu, mà không thể nói được cái gì nữa. Trước sự việc trên, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời nêu cao tinh thần tố giác tội phạm khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho chính quyền và công an để kịp thời xử lý